Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta chèn video vào file Powerpoint. Thì mặc định Powerpoint đó là chúng ta chèn video nó không có được, tại vì mặc định khi chúng ta cài á, các bạn thấy không, khi chúng ta cài lên á thì nó cần một cái plugin hỗ trợ hay gọi là một phần mềm á, thì lúc này thì nó mới đọc được cái file video. À, ví dụ như mình bỏ thử một cái file video vào cho các bạn xem. Đó, thì khi bỏ vào thì các bạn sẽ thấy nó báo lỗi nè. Đó, báo buôn không thể chèn vào video. Đó, đó các bạn cái file bạn chọn đó. Đó, cho nên các bạn phải cài QuickTime Player này, các bạn thấy không? Đó. Và đóng cái PowerPoint này lại và tiếp tục làm lại lần nữa. Đó thì chúng ta đóng lại thôi. Đó, để mình mở lại lần nữa để mình xem thử cái báo lỗi này cho các bạn xem lại lần nữa nè. QuickTime Player. Thì chúng ta vô Google thôi, chúng ta tìm cái QuickTime. Các bạn nên vô cái trang mà download.com nè, cái trang này thì nó uy tín, cực kỳ uy tín nha. Rồi các bạn tải nó về. Phần mềm này thì nó cũng nhẹ thôi, nó chỉ có tầm là 40 MB thôi. Trước khi cài thì các bạn phải đóng cái cửa sổ Powerpoint đi nha, rồi chúng ta tiến hành cài thôi, cứ nét thôi. Mấy cái này chúng ta cứ để mặc định đi cho nó dễ, rồi chúng ta cứ nét luôn. Rồi install. Rồi chúng ta finish nha. Rồi giờ chúng ta tiến hành mở lại cái file Powerpoint lại. Chúng ta vô insert, chúng ta vô video. Rồi chúng ta chèn lại cái file video hồi nãy. Đó, vậy là được rồi các bạn. Tức là khi nào cái cửa sổ này nó hiện lên á, thì đồng nghĩa là tức nghĩa là cái QuickTime á, nó đã tích hợp vào cái Powerpoint rồi. À, cho nên là nó cho chúng ta mở video. Đó, mình có thể mở slide này mình xem nè. Hoặc là lúc mà chúng ta trình chiếu thì chúng ta slide cũng được luôn. Nói chung vậy là xong các bạn. Vậy là quên, chúng ta đã tích hợp xong cái video vào Powerpoint. À, thông qua cái phần mềm là QuickTime. À, chúng ta đã cài QuickTime và chúng ta đã tích hợp video vào cái file Powerpoint chúng ta một cách thành công. Và tiếp sau đây mình hướng dẫn các bạn cái phần mềm là Codex Reader. Phần mềm này thì nó có một cái hay là nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đọc rất nhiều cái loại đuôi, cái phần mở rộng của file video hay là audio thì nó rất là tiện lợi. Máy tính nào chúng ta khi trước khi cài Win chúng ta cũng phải cần, thì chúng ta vào trang web chúng ta tải thôi. Mọi người nên nhớ là vô cái trang là codesreader.com nha, tại vì tránh những cái trang khác mà nó đăng là có thể là chúng ta tải về nó bị dính virus. Thì cái trang mà Kali Codes đó, thì cái link thì ở trên trình duyệt của các bạn đã nhìn thấy đó, chúng ta tải về thì nó sẽ an toàn hơn.
Và khi tải về thì chúng ta cũng tiến hành cài đặt như những phần mềm khác thôi. Cứ nét nét thôi, rất là đơn giản. Và đặc biệt cái phần mềm này nó hay ở chỗ là chúng ta đọc được mấy cái đuôi flash được các bạn. FLV rồi SVF rồi chúng ta đọc được cũng khá là nhiều file nha. Bên cạnh những cái file video rồi định dạng khác nhau, nhiều định dạng khác. Rồi chúng ta tiến hành chúng ta cài đặt thôi, run. Rồi chúng ta cứ nét thôi. Ở mục dưới này chúng ta chọn Windows Media Player nha các bạn. Để chúng ta tích hợp cái codec này cho cái Windows Media Player của chúng ta luôn. Giao diện của phần codec GUI này nó có cái hình 321 các bạn ha. Đó. Vậy là coi như mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cách mà chúng ta cài cái phần mềm đó là QuickTime để mà chạy được video vào cái Powerwall, và mình cũng hướng dẫn các bạn cái cách mà cài codec đó, để mà hỗ trợ đọc rất là nhiều đuôi ở trong máy tính đó. Thì coi như video này là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn các bạn ở những video clip sau. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ với những người nào mà có gặp những cái vấn đề giống như bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.